Hoàng Đức ghi bàn đẳng cấp thế giới, cả châu Á sừng sốt, thầy Park buồn vui lẫn lộn. Hoàng Đức có một ngày thi đấu đáng nhớ tại V-League khi mà có cú đúc trong trận đấu Viettel và Nam Định nhưng lại bị chấn thương. Đáng nói hơn, chấn thương này có thể khiến cho tiền vệ sinh năm 1998 không thể tập trung cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian tới. Với lợi thế sân nhà cùng với việc được đánh giá cao hơn, V-League nhanh chóng kiểm soát được thế trận và trội áp đảo ngay từ những phút đầu tiên. Ở phút thứ 13, đường truyền của Zaha, Nguyễn Hoàng Đức có pha xử lý kinh điển, nhận bóng trong thế xoay lưng với khung thành Nam Định. Hoàng Đức đã chích mũi giày chân trái đưa bóng trôi qua hậu vệ đối thủ và thoát xuống, bấm bóng ghi bàn đẹp mắt. Không chỉ người hâm mộ tại hàng đẫy mà ngay cả những đồng đội của Hoàng Đức cũng đã vỡ òa với siêu phẩm này. Pha xử lý của Hoàng Đức dù chưa có độ khó nhưng mà cũng đã đạt đến đẳng cấp rất cao. Mọi người hâm mộ ở V-League thậm chí cho rằng pha làm bàn này xứng đáng được để tranh cử giải Phú Cát năm nay. Sau bàn thua sớm, Nam Định đã sân cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi mà chưa tạo ra được cơ hội thật sự đáng chú ý, thì đội khách lại mắc sai lầm. Pha bóng hụt ngớ ngẩn của Đinh Xuân Việt đã tạo cơ hội cho Hoàng Đức dễ dàng dứt điểm vào lưới. Nhưng phút cuối hiệp 1 thì Hoàng Đức buộc phải ra sân do quá đau. Đây là một tin không hề vui đối với huấn luyện viên Park Hang-seo trong bối cảnh đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam thì đã sắp đến. Sang tới hiệp 2, dù Hoàng Đức đã rời sân vì chấn thương, nhưng mà thế trận không có nhiều khác biệt khi mà Viettel vẫn chơi rất áp đảo. Chung cuộc, đội bóng áo lính đã thắng 4-0. Hiện vẫn chưa rõ quả bóng vàng Việt Nam 2021 đã gặp phải chấn thương cụ thể như thế nào. Anh sẽ tới bệnh viện kiểm tra vào ngày 15 tháng 9. Nếu đó là một chấn thương nặng thì nhiều khả năng Hoàng Đức sẽ phải nói lời chia tay với đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung chuẩn bị cho hai trận gặp Ấn Độ và Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều khiến cho huấn luyện viên Park bận tâm khi mà Hoàng Đức đang là trụ cột trong thời gian vừa qua của đội tuyển Việt Nam. Sau trận thắng 4-0 trước Bình Định, huấn luyện viên Bae Ji-won của Viettel nói về chấn thương của Hoàng Đức. Ngày mai, Đức sẽ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn về chấn thương của cậu ấy. Hiện tại, tôi chưa thể biết được tình hình chấn thương lúc này. Đức sắp lên đội tuyển Việt Nam, nhưng quyết định giữ cậu ấy ở lại điều trị hay không thì không phải là do tôi quyết định. Nói về trận thắng đậm đà của Nam Định, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ. Sau trận thua tứ kết ở cúp quốc gia, câu lạc bộ Viettel thì ai cũng đã buồn và đó là một kết quả không tốt. Tuy nhiên, toàn đội đã cố gắng làm lại trong trận đấu này. Về việc các cầu thủ có thể gặp chấn thương khi mà tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam, thuyền trưởng câu lạc bộ Viettel chia sẻ: "Tôi nghĩ không chỉ Viettel mà Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội cũng sẽ bị ảnh hưởng trước việc các cầu thủ lên làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Lên tuyển là niềm tự hào và là trách nhiệm của các cầu thủ, họ có trách nhiệm và biết cách tự kiểm soát thể trạng của mình." Hôm qua, một trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm thì cũng đã có một ngày thi đấu vô cùng ấn tượng. Cầu thủ đang dẫn đầu giải vô phá lưới V-League năm 2022 là Romario đã có một pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khó tin khi mà đối mặt với Đặng Văn Lâm trong trận đấu của câu lạc bộ Hải Phòng hòa với chủ nhà câu lạc bộ Bình Định trên sân Quy Nhơn. Ở phút thứ 74, từ đường chọc khe rất hay của Triệu Việt Hưng để đánh bại cả Đình Trọng lẫn Smith đã đưa Romario đã vào một tình thế đối mặt với Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, khi đối mặt với Đặng Văn Lâm, sát thủ đã có 12 bàn thắng tại V-League 2022, đã bối rối tung ra một cú cớ lòng thiếu chính xác rất khó tin ở ngay rìa vòng cấm. Nếu bình tĩnh và lạnh lùng hơn, cầu thủ này đã có thể giúp đội bóng Hải Phòng ra về với 3 điểm và rút ngắn điểm số với Hà Nội. Ngược lại, dù không cản phá được pha bóng cứu thua, nhưng mà tình huống của thủ môn đội tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm trong khung thành khiến cho nhiều tiền đạo phải bối rối khi mà đối mặt với anh. Trước đây, Văn Lâm từng khiến cho tiền đạo hàng đầu châu Á là Minamino cũng đã sững sờ khi mà cản phá pha dứt điểm quá lỗi là hiểm hóc. Đội tuyển bóng đá nam đang tích cực chuẩn bị cho hành trình tại giải bóng đá nam vô địch Đông Nam Á năm 2022 diễn ra từ ngày 23 tháng 12 năm 2022 tới ngày 15 tháng 1 năm 2023. Dù được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng với mục tiêu đòi lại ngôi vương, đây sẽ là hành trình đầy thách thức của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. AFF Cup 2022 có sự góp mặt của 10 đội tuyển trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 9 đội tuyển được đi thẳng, bao gồm Campuchia, Indo, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Đội thứ 10 sẽ xác định sau trận playoff giữa Brunei và Timor-Leste. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng là 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội đã lượt đi lượt về trên sân nhà và sân khách. Kết quả bốc thăm diễn ra vào tháng 8 vừa qua, đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong khi đó, Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Philippines, Indo, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei và Timor-Leste.
Bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy mặc dù là đánh giá cao, song đội tuyển Việt Nam thì cũng không thể chủ quan trước các đối thủ. Đội tuyển Malaysia trong thời gian vừa qua đã tăng cường sức mạnh đáng kể với nguồn cầu thủ nhập tịch. Họ sẽ là một đối thủ trực tiếp của Việt Nam cạnh tranh ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Singapore, Lào, Myanmar được xem là đội bóng yếu hơn so với Việt Nam. Song đây đều là những nền bóng đá mà họ đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Họ có thể trình diễn một lối chơi đầy cống hiến, giàu năng lượng và gây nhiều khó khăn cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, hậu vệ đội tuyển Việt Nam Vũ Văn Thanh cho rằng ở Đông Nam Á trình độ các đội bóng là khá đồng đều. Thi đấu khác với đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar thì không dễ dàng vì họ có sự chuẩn bị tốt. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị kỹ càng để giúp cho các tuyển thủ có cơ hội cọ sát và tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022. VFF đã lên kế hoạch hội quân cho đội tuyển Việt Nam từ ngày 17 tháng 9. Đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với Singapore và Ấn Độ trên sân Thống Nhất tại giải bóng đá quốc tế do VFF tổ chức. Đây là hai trận giao hữu quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo kiểm tra phong độ, thử nghiệm đội hình, rèn rũa các mảng miếng chiến thuật. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thì có nửa tháng tập luyện và thi đấu ở Cúp Tứ Hùng trước khi mà V-League 2022 lăn bóng trở lại vào ngày 30 tháng 9. Do giải đấu được tổ chức trong đợt FIFA Day nên Nguyễn Quang Hải sẽ được về nước để khoác áo đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, ban huấn luyện cũng sẽ gọi lại nhiều cầu thủ như Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Nguyễn Công Phượng. Cùng với đó là những cầu thủ trẻ từng chơi nổi bật ở đội hình U23 Việt Nam. Còn bình luận viên bóng đá Vũ Quang Huy cho rằng sự tiến bộ của lứa U23 Việt Nam cùng với những gương mặt mới đang thi đấu trong mùa giải V-League 2022 sẽ được ban huấn luyện cân nhắc triệu tập. Nguồn cung phong phú như vậy sẽ giúp cho huấn luyện viên Park tăng thêm cơ hội lựa chọn cầu thủ cho cả ba tuyến. Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thì khẳng định VFF luôn tạo mọi điều kiện tối đa để cho đội tuyển Việt Nam giành lại chức vô địch AFF Cup 2022. VFF sẽ đảm bảo cho đội tuyển bóng đá nam có được những trận đấu cọ sát chất lượng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn thành mục tiêu trong năm nay.